Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Mèo Đen của mình. Thì đây là tập 2. Trong tập trước thì có nhiều bạn đã góp ý với mình rằng thì tiếng game lớn quá thì mình bây giờ cũng đã cải thiện bớt xuống. Và một số bạn bảo là game này không phải là tên là Kirisame mà tên là Forest of Disling Trend. Thực chất thì tên gốc của nó là Kirisame Gafurumori, thì đó là tên tiếng Nhật của nó. Thì mình đã để trên tên clip là mình đã viết tắt thành Kirisame. Thì mình cũng cảm ơn các bạn vì đã đóng góp ý kiến cho channel của mình. Thì những bạn nào có ý kiến thì cứ comment ở dưới clip. Mình sẽ cố gắng sao ta? Cố gắng làm theo, nghe theo. Rồi, mình tiếp tục. Chà, căn nhà cũ cũ quá rồi. Toàn là vết nứt. Cơn mưa phùn vẫn tiếp tục rơi. Bộ đàn chưa được sử dụng. Trong cuốn album là một cậu bé có khuôn mặt của cha. Tập tin trên tài liệu. Cửa khóa nên không mở được. Chân dung một người vĩ lại ở làng Ayakawa. Đây cũng vậy. Chân sức đá phát sáng. Chân sức làm bằng đá phát sáng. Từ thời xa xưa đã được đeo ở làng Ayakawa như một tập quán. Đặc biệt có một lượng lớn người dân dùng chúng như bùa bảo vệ cho con em của họ. Vì số lượng thủ công ngày một giảm dần nên lượng trang sức cũng theo đó không còn nữa. Giọng nói của cơn mưa nhỏ là tên của bức tranh được trang trí ở đây. Cửa khóa không thể mở được. Ok. Ủa, cửa khóa không mở được. Có một cái lỗ nhỏ. Ủa, giờ mình làm gì vậy? Onesa, Onesa, em ổn chứ? Em không sao, nhưng Onesa chỉ dành thời gian cả ngày ở đây cũng được à? Chị khá, cảm thấy khá thoải mái. À phải, nó gợi cảm giác thế. Onesa chỉ không được, à không có gì. Có những thứ tốt hơn, không nên để tâm đến. Em thường làm gì ở đây? Không có gì đặc biệt, thỉnh thoảng em đọc vài quyển sách làm em hứng thú và ngủ. Em thích nơi này chứ? Đây một yên tĩnh và lũ trẻ phiền phức ở trường không đến đây nên em thấy khá dễ chịu. Anh ta khá phiền nhiễu, vô tư, được mọi cái tốt tính, lại còn là tên ngốc nữa chứ. Em không thích anh ấy đến vậy cơ à? Anh ta hơi bị dễ ghét, không xuất thân từ ngôi làng nên cảm giác anh mang đến hoàn toàn khác. Thật ra em không hiểu nổi ảnh, có lẽ vì ảnh nói năng như ông già chăng? À ra thế. Với một cô bé trung học thì anh Mochizuki và ông già. Bên cạnh đó thì trước đây ô tô tuần tra thật ra không ồn ào đâu. Người quản lý y chang cái bot điện thoại điên thui. Anh ta khá u ám, nghiêm túc, nhanh nhẹn và hơi kỳ quái. Có lẽ anh ta đây từ lâu rồi. Anh ta cũng không nói chuyện mấy từ lúc đó. Chắc là xem tụi chị đó, Onesan em nghĩ vậy. Dù người dân làng ngay từ đầu đã chẳng mấy khi đến đây, nhưng người quản lý như anh ta thì càng lúc càng ít người muốn đến.
Rõ ràng là thế, cho dù là kiếm giả đi nữa nó có hơi. Nó đến đây thì trước kia em tưởng rằng người quản lý thuộc về căn nhà này, nhưng hóa ra là của chị, phải không Onisa? Ok, là cô bé đó. Cái gì? Một dãy Kamishibai là một cái đại kịch à? Góc văn học kinh điển, góc tham khảo. Ơ, sao cái này không có gì hết chưa? Có sách cũ, không phải sách thật, chỉ là tái bản. À, chú ý việc giao tiếp bằng văn bản là ý ý là mình sẽ nói chuyện với quản lý bằng cách là viết trên giấy nhớ và dùng để viết bên trong. Mình không lấy được, em có cho ngôi làng. Trời mưa, ra ngoài là là gì? Vâng. Cuộc xem xét của cô đến đâu rồi? Thêm chút nữa, vẫn còn vài điều tôi muốn biết về cha và mẹ. Nhanh lên, hoàn thành nó, rồi về nhà đi. Tên này coi ra không có thân thiện cho lắm hả? Chẳng nói gì luôn. Đứng đó nhìn cái gì trong đó không biết. BC. Xin lỗi. Suga đưa ra những chiếc chìa khóa, chúng là chìa dự phòng, cứ dùng tùy ý. Vậy cũng được sao? Cảm ơn. Cũng không ấy cho lắm. Cũng không là xấu cho lắm. À, phòng đó mình không vào được, phòng của nó. Mình vào đây làm gì ta? Coi là mình không nên vào đó đâu. Cửa khóa nên không thể mở. À, vậy là chỗ đó mình có chìa khóa cũng không có xài được, không có vào được. Phòng này không có gì. Ok. Phòng này chưa mở, mình sẽ mở. Đồ chơi cũ, trông chúng quen thuộc quá. Đặt phía trên chiếc bệ là một chiếc lọ chứa thứ gì đó xanh trắng óng ánh bên trong. Sách cho em được xếp ở đây. Sách cho em được xếp ở đâu? Không được đi vào rừng. Sách tranh tự vẽ. Đọc. Không được đi vào rừng bởi vì Kotori-Obake thích trẻ con. Nếu bạn vào rừng một mình, bạn sẽ bị ăn. Ngay cả khi bạn không đi một mình, nếu bạn lập lời hứa với Kotori-Obake, bạn và những người đi cùng phải nhận lấy những điều đau thương. Đừng bao giờ nghĩ yêu quái không tồn tại, dù cho người lớn nói rằng chúng không tồn tại đi nữa. Nếu bạn là trẻ con, bạn sẽ bị ăn bởi Kotori Obake. Vậy nên bạn tuyệt đối không được đi vào rừng. Ra vậy. Tác giả Minh Họa Suga. Ông là cái anh chàng áo đen của chúng ta đấy. Đồ chơi cũ, trông chúng quen thuộc quá. Vậy là hết rồi. Cái tivi. Phòng trẻ em, xin hãy ra thận và không làm ồn trong này. Có một cái lỗ. Mình cứ đi hết phòng xem. Ồ, ở đây có cái gì nè. Không có đầy bụi. Làng Ayakawa, các biến cố và sự kiện.
Ở làng Ayakawa, mọi chuyện chủ yếu được lan đi qua truyền miệng, nên các sự kiện trong quá khứ có xu hướng bị lãng quên và dần dần biến mất. Trong số đó, câu chuyện về Kotori Obake là được lưu lại rõ ràng nhất và đã được ghi lại trong các bài viết trong những năm gần đây như một lời cảnh báo. Lý do mà câu chuyện được lưu lại là về những biến cố trong quá khứ ở Ayakawa. Cái biến cố này có liên quan mật thiết đến việc trẻ em bị biến mất trong quá khứ. Làng Ayakawa là khu dân cư được bao quanh bởi núi rừng, và sự biến mất của trẻ em trong làng có liên quan đến việc này. Trẻ em bị mất tích thường không bao giờ quay trở lại, nếu được tìm thấy thì chúng chỉ là những cái xác. Việc này xảy ra khá thường xuyên nên con đường đi vào núi đã bị phong tỏa nhằm ngăn chặn mọi người đi vào. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ vào sự phát triển của ngôi làng, có nhiều câu hỏi chất vấn về lý do khiến con đường bị phong tỏa. Hình như cái con đường đi vào núi trong tập trước thì mình chơi thì mình đã thấy có cái gì như cái bản đồ, nó không có tả địa hình sau khu vực núi thì phải. Vậy đây là lý do. Ayakawa lịch sử và những dịch vụ mất tích. Ở quận làng Ayakawa là khu dân cư lâu đời. Nó bị cô lập giữa rừng và núi nên khá là bất tiện nếu muốn ghé thăm, và có rất ít người đi ra đi vào nơi đó. Nông nghiệp không phổ biến và sản phẩm thường được cung cấp bởi ban quản lý ngôi làng. Trong quá khứ từng có nghề buôn bán đá quý, nhưng do nguồn cung cấp bị giảm đi nên hiện nay không còn ai khác khai thác chúng nữa. Đá quý được dùng như bùa bảo vệ từ thời xa xưa và chủ yếu là các trang sức cho trẻ em. À, xin lỗi các bạn vì mình mới gặp một chút sự cố. Giờ chúng ta tiếp tục. Làng Ayakawa, nơi mà lịch sử chủ yếu chỉ được truyền miệng, đang trên bờ vực mất đi truyền thống này và lịch sử của nó qua từng thế hệ mới. Làng Ayakawa Ogami-san. Từ thời xa xưa, ở làng Ayakawa có một người trừ tà nổi tiếng được gọi là Ogami-san. Chỉ có một số lượng ít các ghi chép liên quan đến Ogami-san được xác nhận. Sự tồn tại của Ogami-san có thể thấy được ở nhiều nơi trong đất nước, nhưng tại đây họ được xem như là người cầu nguyện. Ở làng này, chỉ người nào đáp ứng được các điều kiện nhất định mới được công nhận là Ogami-san. Ogami-san thường là người trưởng thành, và quá trình từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành của người này không được để lộ ra cho dân chúng. Ngày nay, quyền lực chính trị của Ogami-san ít hơn so với quá khứ, và việc họ biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa, ban quản lý làng này đã phủ nhận sự tồn tại của Ogami-san và có sự đối lập giữa những người làm việc để cải thiện hình ảnh ngôi làng và người cao tuổi cảm thấy bất an về việc đó. Các bạn thông cảm, tại vì nhà mình có nuôi một con sáo mà nó nói suốt ngày à, nên cũng khá là ồn, với lại nhà mình cũng đang ở giữa rừng nữa, nên có thể sẽ có tiếng ve kêu. Ok, bây giờ chúng ta lên tầng 3. Đấy, mấy cái cửa này là mở được hết rồi đây. Có vẻ như những vật dụng không được dùng nữa bị bỏ lại đây. Có một quyển nhật ký, ngày x, tháng x, năm x. Cháu gái đáng yêu của chúng ta hãy lớn thật nhanh và khỏe mạnh nhé. Cho dù cho cháu chưa cảm nhận được chúng ta yêu cháu. Ngày x, tháng x, năm x. Cháu gái ta chơi rất thân với đứa trẻ đó, thằng bé đã bắt đầu nở nụ cười khi tiếp xúc với nó. Ta muốn có một cuộc nói chuyện để xem đây.
có phải là việc tốt hay không, nhưng chúng ta chỉ đơn thuần cầu nguyện cho mọi chuyện được ổn thỏa. Ngày ít tháng ít năm ít, hôm nay là ngày lũ trẻ bị buộc phải lập lời hứa. Thằng bé cảm thấy sẵn lòng làm người hy sinh, chúng ta không thể nói được gì. Tuy nhiên lời nguyện cầu của chúng ta sẽ đã kết thúc. Mình vừa thấy cái gì đó. Đâu mình đâu? Có thể đến lúc mình trở lại xuống dưới thì mình chỉ vừa từ đâu đã không xuyên. Thì mình nghĩ thì có lẽ đây là nhật ký của ông của bé này. Mình sẽ lưu đề phòng có chuyện gì đó. Ở phòng này mình đã vào rồi đúng không? Phòng này cũng vậy luôn nè. Cửa khóa không mở được. Thật đáng là ngại. Kể cả như vậy đi chăng nữa, tôi không để cái này suy đồi hơn. Đó là người trong làng, ông ta là một gã khá phiền phức. Thật lòng mà nói, nơi này làm gì có khách đến chứ, tôi không nghĩ còn lý do gì để giữ nó lại. Hình như là mình cảm thấy là tiếng của game thì ra bây giờ là nhỏ hơn tiếng của mình luôn rồi. Người của chính phủ à, cậu là người hiểu rõ điều nhất mà, rằng nơi này chẳng có tài sản gì cho làng. Để phát triển ngôi làng, chúng tôi cần dọn dẹp ngọn núi, viện bảo tàng đang cản trở điều đó đấy. Bây giờ đã khác xa ngày xưa rồi. Trong những năm gần đây không có đứa trẻ nào mất tích. Cậu không nghĩ đây là lúc bỏ đi cái truyền thuyết đó à? Cái thứ Kotori Obake và Ogami-san nhảm nhí này. Cái gì? Chính vì cậu cứ như vậy nên mới không ai dám đến đây. Gì? Tại lại dễ nhớ hơn. Thật là cứ như vậy mỗi lần nói chuyện với cậu. Cậu có vẻ không hào hứng mấy với việc đàm phán, nhưng trong hội đồng chúng tôi vừa ra quyết định phá hủy chỗ này. Đây không phải là nơi lan truyền những thứ phi khoa học. Nó làm mọi thứ có vẻ đáng sợ. Tôi không quan tâm nếu cậu tìm được việc làm, không tìm được việc làm. Đối với cậu thì tôi nghĩ là có vấn đề khác đáng quan tâm hơn chứ nhỉ? Cô chẳng phải cô là con gái của Sakuma-san ư? Cô không thể đến và ở lại cái chỗ này như vậy được. Như vậy Sakuma-san sẽ ủng hộ đề xuất này mất. Đi chết đi, đồ chồn gì hợm. Cái gì cơ, thật là thô lỗ. Lần này tôi sẽ phàn nàn với gia đình con. Tôi nghĩ rằng ông mới là người thô lỗ đấy. Vì cô, một khuôn mặt tôi chưa từng thấy. Tôi là chủ nhân của nơi này, tôi là cháu của Kanzaki Kichiro. Cháu ư? Một người họ Kanzaki, phải là tôi. Chỉ cần tôi là người nhà, tôi có toàn quyền hạn đối với bảo tàng, nên vui lòng đừng nói những gì ông muốn. Một cô gái như cô mà là người thừa kế hả? Ha ha, cho tôi xin đi. Theo như tôi thấy thì cô là dân thành phố đúng chứ? Hãy đưa giấy tờ nhà cho ngôi làng. Điều này nằm trong quyền hạn của cô. Tất nhiên là có vài ý kiến về việc mua lại. Làm ơn đi khỏi đây. Lại thế nữa, chỉ vì những thứ như thế này, cô là đồ nhu nhược. Mấy cái truyền thuyết đó thôi là nhảm nhí. Và những người không hiểu chuyện như cô cậu, tôi sẽ đi khỏi đây. Đâu cũng vậy, chính phủ. Tôi xin lỗi vì tự ý nói thế, tôi không có ý định như vậy đâu, nên đừng lo Suga-san. Cũng giống như Sakuma-chan, tôi cảm thấy tức giận.
Cảm ơn. Vâng, đừng lo lắng. Bữa tối ăn thôi chứ. Vâng, ăn thôi. À, mấy món ăn của Sugasan có vị như than vậy. Thì mình có thể ăn tất cả mọi thứ. Lần tới mình sẽ nấu món gì đó cho anh ta. Trần nấu bị khét lắm. Muốn Trần đã bị ố. Mang cái đĩa đi. Cảm ơn vì bữa ăn. Sao lại có cảm giác quen quen gì? Thì hình như là có lẽ đây là thằng bé mà trong cuốn nhật ký hồi nãy có nói tới phải. À, không có gì, hình có lẽ là đây là bạn thuở nhỏ. Mà tại sao nhỏ này lại quên nhỉ? Suga-kun, cậu có đó không? Là tôi, Mochizuki đây. Thanh tra Mochizuki. Làm ơn mở cửa, có Sakuma ở đó không? Sakuma không thấy luôn sao? Có vẻ là trời sẽ mưa cả buổi chiều, thời tiết khá nguy hiểm đấy, nhưng mà con bé có lần chạy ra ngoài rồi. Suga-kun xin lỗi, nhưng mà anh muốn tìm trong dinh thự xem sao, cậu cho mượn chìa khóa được không? Xin lỗi nhé, nếu mà được thì hai đứa cũng giúp anh luôn đi. Có chuyện gì thì báo lại cho anh. Cũng nên tìm. Đừng làm gì cả. Không, tôi sẽ đi tìm. Tôi cũng lo lắng. Không được. Anh khổ không. Anh không thể trông đợi tôi làm theo đâu. Vậy thằng đừng, đừng đi vào rừng. Được thôi. Bùa bảo vệ. Nhận được vòng cổ. Đây là cái vòng cổ bữa trước. Hình như đã phát sáng, là một loại bùa bảo vệ lên này thì phải. Cảm ơn anh. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm bé Loli đó. Mình cũng không nhớ tên cho lắm, như Sakuma phải. Cái tình con nhóc chạy đâu rồi, có gì xảy ra thì báo lại cho anh nhé. Về Sakuma đâu như vậy lắm, nên mọi khi có chuyện gì tụi anh phải để mắt đến cô bé cẩn thận. Mà Sakuma dường như gặp chút rắc rối về gia đình và cả ở trường nữa, nó thế nào nhỉ? Có vài thứ không được suôn sẻ cho lắm. Dù thế nào đi nữa, thời tiết hôm nay không đẹp chút nào, thật đáng lo ngại nếu cô bé không ở trong dinh thự. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra em ấy. Con bé hay làm những trò nguy hiểm, nhưng thật ra nó không có ý xấu đâu. Sugia, anh không sinh ra ở đây nên cũng không biết rõ cậu ấy, nhưng có vẻ là cậu ấy đã làm quản lý ở đây khá lâu rồi. Hình như cậu ấy từng sống chung với người chủ nơi này. Mochizuki, nó có chuyện xảy ra hãy báo cho anh biết. Ôi trời, chưa vậy thôi à? Còn lần này chẳng có gì cả, hãy nhắc nó là như thế. Dường như lúc đó anh đã có trước đây đã có một số người mất tích, nên không rõ nguyên nhân là do ác ý của ai hay họ tự sát, nhưng chính vì thế mà con đường phía sau dinh thự đi vào rừng đã bị đóng. Có lẽ là vì thế mình bây giờ không còn ai lui tới khu rừng nữa, nó hơi đáng sợ một chút. Chúng ta cần nhanh chóng tìm Sakuma. Nhớ lời hứa chứ. Cái gì vậy ta? Sẽ lưu lại.
Mấy cái phòng mà cũng như cũ phải, không có gì hết. Đúng rồi. Nãy sư anh chị áo đen có bảo mình là không lên vào rừng, thì có nghĩa là giờ chúng ta phải đi vào rừng đấy. Có lẽ là thế luôn, chắc chắn luôn. Đi vào rừng hay là nó trốn ra vậy? Ồ, thấy rồi. Cái gì vậy ta? Ra ngoài được chưa? Mình không thể tự ý đi ra. Cửa này vẫn còn khóa. Chứ còn đâu nữa ta? Ở đây này. Ủa? Chứ có nghĩa là mình vẫn còn sự kiện ở trong này. Trong cái ngôi nhà này mình chưa vào, chưa tương tác. Là đâu vậy nhỉ? Đâu đây? Mình nên làm gì đây? Chuông báo động. Một chiếc lọ chứa gì đó xanh óng ánh bên trong. Cái lỗ nãy trước cửa này để làm gì ta? Không còn gì đặc biệt. Giờ mình làm gì nữa ta? Cái lỗ nhỏ. Ôi à. Mình sẽ làm gì bây giờ ta? Mình. Oh, ở đây, đúng rồi. Không thoát. Oh. Mất điện luôn. Bên ngoài đã bớt mưa hơn. Ôi ông cảnh sát đâu rồi? Ồ, gì đây? Máu à?
cái gì thế này? Hồ tam ảnh cổ Ogami-san. Ồ ồ đến hoàn thành lời hứa ta đang đợi cùng đứa trẻ. Ồ không 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 không, mình thấy có cái gì đó không ổn lắm các bạn ơi. Ồ vết máu. Ồ mình sẽ đi theo vết máu, tốt nhất mình nên lùn phát. Có tiếng gì đó. Không thể mở, không thể mở. Thứ bên trong, người thứ ở bên trong. Ồ, nó con bé. Đây rồi, đây rồi. Sakuma-chan, người đang em mang tìm em đó, quay lại thôi chứ. Ồ có gì đó rồi đó, là có gì đó không ổn rồi. Đợi đã, một cái nắp nặng phía trên. Đi không? Đi. Mình đã lưu lại rồi, mình không có sợ. Ô, cảnh sát. Vậy là mình phải đi vào rừng rồi. Ô, một tảng đá lớn phát sáng màu xanh. Chắc là mình phải đi vào rừng rồi. Oh my thấy rồi. Ôi lời hứa. Ấy một viên đá trên vòng cổ đã vỡ. Vòng cổ à, vòng cổ còn hai, có nghĩa là đây cái đó là ma, và mình và khi nó chạm vào mình thì cái vòng cổ sẽ triệt tiêu nó, và một mảnh sẽ bị vỡ. Đây đấy, có hai rồi, mình tức là mình chỉ còn hai mạng thôi. Đây không muốn bị game over thì mình phải giữ hai cái mạng này. Ok cái gì đây? Nơi này là. Và cái thứ quái quỷ vừa rồi là gì? Đến đây, đến đây. Tốt nhất mình nên đi thôi. Không có lối thoát. Ồ không. Nhặt cái cuốc. Đi vào. Chị em không nên chạm vào, số lượng đá là có hạn. Mình sẽ dùng cái cuốc này mình đập và đảm bảo cái cuốc này sẽ bị hư luôn. Chắc chắn cái cuốc đã vỡ, thấy chưa? Một cái hang ở phía xa xa. Ô cái gì đây, nơi đây là đâu? Ô cái gì thế này, có thể tôi dính đầy chất lỏng ma. Trả lại đây, trả lại đây. Mà sao nó đứng im vậy? Mình có tương tác nó không ta? À, không 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 vào được. Bà sẽ bị dính cái câu đó hoài. Cái mũi thủ công rơi ở đây. Cái mũi thủ công là gì? Những vật bị tịch thu, nó đã bị khóa. Một thứ mùi reset và thối rữa trộn vào nhau. Cái này giống như mấy cái truyện kinh dị của Mỹ vậy ta. Có gì thứ gì đó rơi ở đây. Một mảnh xương người nhỏ. Đâu quá, đâu quá. Ôi
Ma nhìn tới đây. Ôi không không không. Một hình nhân búp bê ở đây đây. Nó theo các bộ phận mắt, mũi và trên quần áo nó có ghi búp bê thế mạng. Bằng cách nào đó con búp bê thật sống động, nó là mình thấy sợ. Toàn là mùi gỗ mục và bụi bặm, ngoài ra không còn gì khác. Một chiếc chìa khóa với dòng chữ chìa khóa nhà gia 1. Nhận được chìa khóa nhà gia 1. Ô nữa. Tôi ghét nơi này. Cút đi, chết đi. Ơi không, không bậy lắm, bậy lắm bạn ơi. Hên là game này cho dùng nút shift để chạy nhanh đó. Không là lên dĩa rồi. Oh. Khóa rồi hả? Nó nghĩ mình đâu lưu lại một phát. Ô, cửa này cũng khóa luôn. Hả? Ba màu hả? Có vẻ như mã số không đúng. Lỗi các bạn, mình mới bị sạc. Có lẽ là tập này của mình sẽ kết thúc tại đây. Thì nếu có đóng góp ý kiến thì các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ đọc và trả lời cho các bạn. Nếu thấy hay hãy like và subscribe cho mình để ủng hộ kênh mới của mình nhé. Chào các bạn.